Supergrack rồi mà không vượt khó thêm được nữa. Vlad đã lập mạng rồi và đang chờ đợi game thủ Gunny vào. Roman và quân bên kia là gì? Baby cần. Vâng, chúng ta là Roman, đội bạn là Babylon. Thấy bãi quả rồi. Bãi quả mọc ở một sườn dốc nhẹ. Roman nằm ở trong góc phía 3 giờ và nhà chưa có gì đồ ăn chú gì cả. Rừng thì là một cánh rừng thông có rồi. Bắt đầu có lịch làm việc ngày mai rồi anh em ơi, để em ngó qua cái lịch làm việc ngày mai xem như nào. Mai làm chiều. Mai tạm thời là mai làm quiz solo với Gunny này. Như vậy là mai thì em sẽ làm quiz solo với Gunny nha anh em. Nếu mà hôm nay mà về lớp mà sẩy chân trước Gunny thì thôi, để ngày mai ông quyết ông ấy trả thù cho. Còn có trả được hay không chứ. Vâng, đây đẩy ra ngoài đang cái bầy hươu ở giữa bản đồ. Roman lợi thế ép đời mà chả thấy thế bài vở để thuận thuận gì cái để ép đời cái. Khổ thế chứ lại. Như vậy là 805 bài này. 805. Isa, 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 Is
Cho Lê viết danh nhá. Vâng, như vậy là về lớp vẫn là tốt hơn ở đấy hai đấy này. Bình tĩnh nào. Có vẻ như bài họ cũng xấu thôi. Hết sức bình tĩnh mà kìa và kiềm chế xem nào. Bài mình không lên sớm được nhưng bài họ có vẻ cũng bình thường thôi, chứ có gì đâu mà nhầm xoắn lên đúng không ạ? Bình tĩnh. Quan trọng là họ đánh bao nhiêu dân, họ đánh cái gì. Vừa tuổi 2-1 rồi không anh ơi. 2-1 cái gì, hai trận Greg đối đầu với lại một Per với một Sam. Một trận Greg Per thì mình thắng, Greg Sam thì mình tịt, thì là một đều. Bây giờ mới đến trận tiếp theo. Vâng, như vậy chúng ta nhìn thấy dân của ứng thủ Gunny này. Chúng ta lên đời rồi, Gunny chưa ớ đấy anh em này. Mình lên đời sớm hơn họ này, đánh thoải mái gì đâu. Đúng không ạ? Mình lên đời sớm hơn. Chúng ta dâng được một P lên trên, một P cộng một L, bạn đang có lạc đà kéo về thủ kìa. Thua kiểu này do thằng bình luận viên. Thôi anh ơi, em xin các bác đấy, đừng nói thế. Xin các bác đấy, đừng nói thế, quan điểm quá. Đánh thua là do game thủ đánh, sao lại do em. Cú đen ơi, đó. Đấy, thấy chưa. Hồ đỏ mắt đỏ luôn, anh em đấy cứ bảo là do bình luận viên. Trận này đánh tiếp là chúng ta vẫn đang căng đấy anh em ạ. Căng đấy. Vẫn bú bãi quả này, vẫn đang rất trung thành với bãi quả ở bên ngoài. Thì luồng nhanh một dân. Chắc có người vận chuyển nhá. Bắn thủ. Nhưng mà con thủ thì đúng không? Thôi chạy ra giữ quân đi. Không đỏ giờ là không đỏ giờ là lại mày em nhé. Vâng, coi như là không đỏ là do em, còn đỏ là không phải em. Quả đấy mà không phù được là do em đấy. Là do em nên không đỏ đúng không ạ? Đáng bán quá, phù đi. Phù đi. Được các bạn, ai cũng giờ bán chùa ấn với phía sau. Hay là mình bẩn. Cộng đơn đang đẩy đều lên. Chúng ta có một nhà L đóng ở vị trí giữa bản đồ và một nhà L, một nhà P dâng lên nhà đối bạn. Vâng, tỷ số là 1-2 trong kèo đấu này. Tỷ số là 1-2. Chúng ta đến với trận đấu tiếp theo nào.